Tin lũ miền Trung, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Hiện lũ trên sông Danh ở Quảng Bình đang lên nhanh và ở dưới mức báo động 2. Cụ thể, mực nước lúc 1 giờ sáng hôm nay tại các trạm trên sông Danh tại Quảng Bình là 12,9m, ở trạm Đồng Tâm dưới báo động 2 0,1m, còn trạm Mai Hóa là 4,28m, dưới báo động 2 0,72m. Dự báo trong tối và đêm nay, lũ trên sông Danh sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 2 đến báo động 3, sau đó xuống và từ ngày mai mưa lớn ở những khu vực trên sẽ giảm dần. Đồng thời, trong những giờ tới tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-120mm. Mưa lớn sẽ gây ngập lụt ở nhiều điểm, chủ yếu là ngầm tràn ở hai huyện miền núi Đắk Rông và Hướng Hóa. Còn tại Quảng Nam, đợt mưa kéo dài từ chiều ngày 17 tháng 9 đến sáng hôm qua đã khiến tỉnh này xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp tới 17 ngôi nhà. Trong đó 8 nhà bị đất đá sạt tràn vào nhà và 9 nhà bị nứt nền. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, lượng mưa đo được lúc 10 giờ trưa ngày 18 tháng 9 đến rạng sáng ngày hôm qua tại trạm đo trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng đạt mức 140mm. Hiện các xã của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã sơ tán 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao về nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, mưa lớn đã gây sạt lở ở điểm trường Răng Chuỗi, thôn 1, xã Trà Tập, khu dân cư Măng Xoan, Tu Chân, thuộc thôn 4, xã Trà Cang, sạt lở ta luy âm tuyến đường xã Trà Cang từ Trà Dơn đi Trà Leng, tuyến đường từ Trà Mai đi Trà Vân, Trà Vinh. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã thống kê hiện nay toàn tỉnh có 510 vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, ngập úng trong mùa mưa, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các vụ sạt lở lớn đã xảy ra ở đường Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định, Nguyễn Văn Chỗi, Phan Đình Phùng, Đà Lạt, sạt trượt ở Hồ Đông Thanh, Lâm Hà, sạt trượt đèo Bảo Lộc, đường tránh phía Nam Bảo Lộc, gần đây là sạt lở tại Đạ Cờ Nang, huyện Đam Rông làm hai người thiệt mạng. Trước tình hình sạt lở đất đai diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động tập trung triển khai các phương án giải pháp phòng ngừa. Đặc biệt là việc yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trở lại với công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ số 3. Thưa quý vị, bão số 3 Yagi đi qua đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với người dân các tỉnh thành miền Bắc, trong đó đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Từ cây trồng đến vật nuôi, thủy sản, nhiều khu vực nông dân trắng tay sau bão. Chỉ cách nội thành Hà Nội có vài chục cây số tại thủ phủ trồng Phật thủ của khu vực miền Bắc, đó là xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nông dân tại đây cũng đang như ngồi trên đống lửa khi mà nhìn tài sản nhuộm màu bùn đất sau mưa bão. Những vườn cây tiền tỷ để phục vụ Tết Nguyên đán 2025 bỗng chốc mất trắng, ghi nhận của phóng viên VTC16. Từ những trái Phật thủ lớn phục vụ nhu cầu giảm tháng 8 âm lịch vừa qua, đến những trái non phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán năm 2025, tất cả giờ đã nhuốm màu bùn đất, hoang tàn, xác xơ. Mấy chục năm gắn bó với nghề trồng Phật thủ ven bờ sông Hồng, ông Khải ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng xót xa như thế này. Hai năm trước, ông Khải đầu tư gần 1 tỷ đồng vào 4 mẫu Phật thủ, tức hơn 1,4 hectare. Dịp Tết sắp tới cũng là vụ thu hoạch đầu tiên của vườn, ước tính cho thu về khoảng 1 tỷ đồng, nhưng đã mất trắng chỉ sau một đêm khi bão số 3 đổ bộ kéo theo mưa lụt. Nó phù sa như này, cái cây làm sao sống được? Chết hết rồi, chả sống được. Trắng tay rồi. Nằm ở khu vực thấp trũng hơn, sau gần một tuần cơn bão số 3 đi qua, vườn Phật thủ 3 mẫu, tương đương hơn 1 hectare của ông Vui, bùn đất vẫn ngập đến đầu gối. Vốn liếng đầu tư mấy năm nay, cùng hơn 800 triệu đồng doanh thu lứa quả đầu dịp Tết này, phút chốc cũng đã đổ xuống sông, xuống biển. Diện tích đất của gia đình nhà tôi mà nếu như thu hoạch được khoảng rơi vào từ 800 đến 1 tỷ,
mà cái cơn bão số 3 nó đi qua nó càn quét, không còn gì riêng gia đình và toàn thể bà con xã Đắc Sở thì rất đau buồn. Bây giờ cũng chả biết nói gì nữa, còn mất hết rồi, còn cái gì đâu. Với một số ít vườn Phật thủ ở vị trí cao hơn, độ ngập chừng một nửa thân cây, tỷ lệ khôi phục vẫn có nhưng rất thấp. Tuy nhiên, theo người trồng, để khôi phục được thì số tiền đầu tư rất lớn, vượt khả năng của họ, trong khi năng suất, chất lượng cây không còn đảm bảo. Chưa được một đồng nào từ đầu năm giờ, từ ngày lúc rồng cây đến giờ đấy. Giờ nhìn bắt đầu để bắt quả Tết là xử lý xong cái cây bắt quả Tết thì nó ngập, bắt đầu cho ra hoa thì nó ngập. Xác định nói chung là không ai nói trước được điều gì, còn xác định là mất tất rồi, nhưng mà thôi thì cứ nhìn này thì thôi vẫn cứ phải theo đuổi. Còn nếu từ dần cuối năm mà nó không nảy được cái mầm nữa thì thôi đành bỏ. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sở, tổng diện tích trồng Phật thủ của xã này khoảng 500 ha và có đến 70% diện tích tương đương khoảng 350 ha của hơn 250 hộ dân bị mất trắng do bão số 3. Ước tính thiệt hại gần 300 tỷ đồng. Phần lớn số tiền đầu tư này thuộc diện vay vốn. Cơn bão số 3 đi qua, những gì còn sót lại là những bước chân nặng trĩu. Với những người nông dân này, họ chỉ cầu mong mưa thuận, gió hòa là đủ ấm no, hạnh phúc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, sở dĩ thời điểm này nhiều vườn cây Phật thủ đang ở độ tuổi năm thứ 2, giai đoạn bắt đầu cho thu hoạch là do chu kỳ của cây chỉ khoảng 5 năm. Sau 5 năm thì người dân sẽ phải đổi đất trồng để đảm bảo được năng suất và chất lượng. Trước những thiệt hại của nông dân, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sở đã có phương án thăm hỏi hỗ trợ bước đầu để động viên tinh thần. Tuy nhiên, về lâu dài, nông dân trồng Phật thủ xã Đắc Sở khẩn thiết mong được tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ để có thể tái đầu tư khôi phục sản xuất. Chỉ mong các chính quyền coi như là giúp đỡ, thế rồi ngân hàng hạn lãi suất cho hoặc là gia hạn để coi như là hoặc là lại tái cho vay thêm để lấy cái hướng để mình có cái thì mình sản xuất tiếp, chứ còn mất hết rồi thì làm gì nữa đâu. Bây giờ nguyện vọng của gia đình tôi và toàn thể của là nhân dân Đắc Sở Nam Phật Thủ là mong coi là Đảng và Nhà nước quan tâm đến chúng tôi, cho chúng tôi tạo mọi điều kiện để cho chúng tôi tái sản xuất, có cái vốn để làm lại từ đầu. Nhờ chính quyền, cái thứ nhất đầu tiên là chính quyền địa phương, sau đấy các cấp các ngành ở trên, nếu mà tạo điều kiện cho bọn tôi, cái thứ nhất là nếu mà vay ngân hàng thì tạo mọi điều kiện cho bọn tôi, vay cái giá làm sao nó thấp nhất, càng thấp càng tốt để bọn tôi khôi phục, khắc phục. Để có thể khôi phục sản xuất, với gần 300 hộ dân trồng Phật thủ bị thiệt hại do bão số 3, được hỗ trợ vốn là điều mong muốn duy nhất của họ ngay lúc này. Cùng với đó là những mong muốn có thể tiếp cận với những chính sách giãn nợ bởi kinh phí đầu tư chủ yếu từ các nguồn vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, những hỗ trợ về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hay hỗ trợ về máy móc, cơ giới hóa để cải tạo đất cũng là điều rất cần thiết với nông dân Đắc Sở ngay lúc này. Cả một màu xanh trước đây của Phật thủ thì bây giờ biến thành màu của phù sa. Bởi vì là với những cái hình ảnh như thế này thì chắc chắn là khó hồi phục. Đề nghị các cấp có thể là hỗ trợ về cái quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố, của huyện, rồi thì hỗ trợ về trung tâm phòng kinh tế, rồi thì trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì hỗ trợ về cây con giống, vật tư nông nghiệp để bà con có điều kiện để tái sản xuất sớm nhất. Rồi thì đề nghị ngân hàng chính sách thì giãn hoãn nợ, rồi thì để tiếp tục có cái những cái kinh phí để đầu tư. Với chu kỳ cây sau 2 năm tuổi mới có thể cho thu nhập, thì tức là không chỉ năm nay mà cả một năm sau nữa, những người nông dân trồng Phật thủ vẫn chưa có thu nhập. Nghề trồng Phật thủ đã là sinh kế của người dân vùng đất bãi nơi đây từ 3 năm nay. Và những nguồn vốn hỗ trợ từ chính quyền, nhà nước sẽ là cứu cánh duy nhất để họ có thể vực dậy sau mưa bão.